Trường Đại học Dân lập Văn Lang đã tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương và kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Buổi lễ diễn ra tại khuôn viên cơ sở 3 có diện tích 5 hecta tại phường 5 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây đang được đầu tư thành một trường đại học mới theo tiêu chuẩn hiện đại, gồm các khu nhà học tập, phòng thí nghiệm, ký túc xá, sân thể thao, công viên với nguồn kinh phí đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Hiện nay, đội ngũ cơ hữu của trường gồm 600 người, trong đó có 430 giảng viên cơ hữu đảm nhiệm giảng dạy 70% toàn bộ khối lượng đào tạo của 18 ngành, đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ đào tạo cho 11.000 sinh viên. Với trình độ chuyên môn ngoại ngữ và kỹ năng mềm phù hợp, sinh viên tốt nghiệp của trường đã được chấp nhận trong một thị trường lao động cạnh tranh cao và khắt khe như ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Kết quả khảo sát cho thấy trên 80% sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp.